Xin chào anh Phương. Xin anh cho biết là tình hình bão tuyết tại bang Texas vừa qua đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của cộng đồng người Việt bên đó như thế nào? Xin chào quý khán giả VTV4. Lần đầu tiên mà thấy một cảnh tuyết khủng khiếp tới như vậy. Tuyết rơi rất là dày đặc và lạnh cống. Và tình hình nó tệ nhất là không điện, không nước. Mọi thứ rất là trầm trọng, rất là tệ hại. Trận bão tuyết vừa rồi đã gây thiệt hại rất lớn cho bà con người Việt tại đây. Nhiều nhà cửa đã bị hư hỏng nặng tình hình kinh doanh thì đang rất là trì trệ và nhất là không điện không nước nhà rất là lạnh quý vị biết ở ngoài trời lúc đó là âm gần 10 độ C mà trong nhà nó giống như là cái tủ lạnh vậy đó rất là lạnh rồi à, mọi người phải tìm mọi cách để mà đốt lửa để mà sưởi ấm có nhiều nhà thì còn được cái lò sưởi à, ga thì vẫn được uh, chạy nhưng mà có điện thì mình mới hoạt động được những cái bếp ga mà xài bằng điện đặc biệt là nước thì thiếu thốn là vì đường nước đã bị cúp nên rất là khó khăn mà đặc biệt nhất là một gia đình người Việt bốn người ba người cháu và bà ngoại đã vì lạnh quá đó quý vị họ phải lấy đèn cày họ đốt rồi họ ngủ nhưng mà vô tình thì lửa đã cháy và thiêu thiêu rụi nguyên căn nhà và chết cháy cả bốn bà cháu cũng có một số người ngủ trong xe tại vì lạnh quá nhưng mà chắc trong gara đâm ra là cái hơi độc nó đã giết người ta luôn Trước những thiệt hại nghiêm trọng đó, thì bà con người Việt đã tương trợ nhau như thế nào để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này thưa anh? Tình hình bão tuyết bên Houston hiện giờ đã giảm đi rất là nhiều và rất là nhiều người Việt đồng hương cùng nhau vượt qua khó khăn. Quán xá đã bắt đầu phân phát thức ăn để giúp cho những người đang bị ảnh hưởng rất là nặng nề của cơn bão và được những cái nhà hàng, những cái mạnh thường quân cũng như các công ty đã bảo trợ để giúp cho họ vượt qua những cái khó khăn vào lúc này. Những cái người dân đó, họ có dư nhà, họ có điện, có nước thì cũng có giúp cho những cái đồng hương nào cần như là trẻ già và trẻ nhỏ có thể được uh, lên đó tá túc tạm. Tôi và văn phòng uh, Interly One cũng đã cố gắng giúp cho các đồng hương À, những cái người mà có bảo hiểm hoặc không có bảo hiểm để mà xin tiền thì thiệt, thiệt hại từ liên bang và cũng như là từ các hãng bảo hiểm thì trong phòng tôi đã giúp cho những quý đồng hương nào cần mà không rành về tiếng Anh thì cũng đã đến để mà làm những việc đó. Mong muốn lớn nhất của chúng tôi hiện lúc này là tìm ra được những cái trang thiết bị vật tư để mà sửa được những cái đường ống nước tại vì ra bị vỡ và rất là khen hiếm. Một lần nữa xin cảm ơn anh.